Người đó thế nào nè, right? Như anh ta ở đây thì vừa gặp mặt offline, nhưng anh ta siêu cao luôn. Xin thứ lỗi, anh có lẽ đến đây vì họp mặt review đúng không? À, đúng vậy. Tôi là AST. Tên tôi là Muji Wong. Hả, AST? À, là quý ông chế tác. Rất vui được gặp anh. Tôi là Menina. Ừ, tên thật là Romize. Rất vui được gặp cô, nhưng để tôi kiểm tra xem liệu những người ta có đang đến đúng giờ không nhé. Đích thị là AST rồi. Tôi đã chờ hết 30 phút rồi. He he, giờ họ không nên đi đường chẳng đến gì.